Hôm nay chúng ta sẽ trở lại với cái chiếc tàu cái dài 31m5 ha. Trở lại với em nó nữa thì để xem coi mấy anh thợ chuẩn bị tới đâu rồi. Nói chung là thời tiết thì mưa gió đó, rồi cho nên đó là cũng phải từ từ nha, chứ không có mà nhanh được. Thì bây giờ mời cả nhà vô chi tiết nữa, lên ghe để coi ha. Mỗi lần mà mình lại mà mình nhìn thấy em này là mình đi hết nổi. Dáng nó đẹp, nó dài, nó đồng thanh đồng thủ ha. Bây giờ mình sẽ lên ghe mình coi. Mang neo là ốp inox vô cái đầu đó, bảo vệ nó ha. Cẩu thì xong cái phần hàng rồi, mà phần keo trên đó thì chưa. Lên ghe nha. Hôm nay là mình thấy cái phần bổ trâu giữa nè, ốp inox rồi, lô bả thì chưa có gắn vô. Còn lên cái phần sàn khô nữa. Đòn này thì xài sàn khô hai chân không à. Chiếc ghe nhìn quá đã. Bây giờ mình vô hầm máy mình coi nha. Ồ, ở đây xài cái miếng inox nắp thùng dầu. Miếng inox này 5 ly ha. Ồ, hầm máy. Wow. Bìa xuống dưới mình coi nữa nha. Đi theo từ siêu. Wow. K38 940 HP. Đi kèm hộp số 16 tu mốt. Ở đây ông chủ xài hai cái bình lược dầu inox. Cái phần chân nền thì mình thấy là chưa có sơn ha. Biết chừng nào mới nổ máy đây. Đường nước thì đang đi gần xong rồi. Phải xài bơm 150 inox luôn. Lô bả. Lô bả thì đang bắt. Hay quá. Về cái phần máy đèn á, thì mình thấy bắt ở đây rồi mà chưa có để Nemo. Máy đèn này là Hino 6. Sơn hơi xanh. Bù nhúng luôn. Bình nước ngọt. Inox. Bình nước ngọt có xương hàng trống luôn nha. Ở đây là có một bình lược dầu.
bình lực dầu cho máy đèn. Xài bơm 150 nóc luôn nha. Hai cái. Tính ra này là cũng mấy chục triệu nè. Nemo này nọ, máy đèn. Quá rộng. Lắp bánh lái là 120 ly nè. Trước giờ mới từng thấy cái lắp bánh lái này ở Kiên Giang này nha. Rồi bây giờ đi lên nha. Quá đã. Rồi, cứ lăn suốt kìa đó. Lăn 2-3 lớp luôn ha. 2 lớp. Anh bạn này thì anh có nhiệm vụ là sơn người hàng làm đủ thứ hết trơn á. Thích đủ thứ không? Lăn nghĩ kỹ nha. Kỹ chưa? Ừ. Không kỹ không ai trả tiền đâu. Hầm máy này lăn cỡ ngày mai xong không? Xíu nữa rồi. Còn ở phía dưới đây không lăn hả? Không. Phía dưới đây lăn luôn nè. Còn kia. Màu đỏ. Ừ. Ở đây mình thấy là cái phần ống răng. Ống răng này xài rất là bền nha. Để bắt cái đường nước ở dưới nền máy lớn á. Lòn ở dưới á. Nói chung thì xài ống răng này là tốt ha. Xài ống thái á, mình lòn ở dưới nó không êm bằng đâu. Bếp nè. Lót inox nữa. Không cho mỡ nó bắn vô. Dầu mỡ chiên nó nhiều khi nó bắn vô cây á, lâu ngày nó hư ha, bảo vệ luôn. Trên đây thì để bả đồ ăn thức uống. Lô vả chắc clip sau là xong rồi đó phần này. Khánh thì đang làm cái cây đó cao ống 60 hả Khánh? 73 hả? Là gắn vô chân chổi vô đó. Cái vàng này tính ra là cỡ 100 triệu ha. Lô bả trăm ngoài sắt rồi tùm lum hết trơn á, công cán thợ thầy. Hai cục nhôm nữa, hai cái ống chỉ cục nhôm á. Nhầm người á, người ta sơn nước sơn chống xét nữa đó. Nhầm người thì sơn nước sơn thường thôi đó, tùy theo mỗi người mỗi ý mà. Cái này chưa biết làm sao ha. Ở đây mình thấy có hàng mấy cái miếng bát nè, hàng dính luôn. Trên đây nữa. Inox hết. Cây hai bên ha.
gá vô rồi, chưa có hàng nhiều, chịu cái đầu bò đó rồi. Hai cục nhôm này xài inox 18 ly, ống chỉ đó mới chát luôn. Nhầm đòn, có người xài xa, có người xài lô bả. Về phần inox ấp khẩu thì còn phía bên đây là chưa, bên kia là ấp rồi. Trời ơi, cái chiếc này nó đã. Nó mắng neo đó, nhầm người ta xài máng à. Ông chủ này ông chơi hai máng ha. Chiếc bên kia thì chiếc tàu đực nha. Thôi vậy là clip này đây nó kết thúc nha. Mình quay sơ lược thôi. Nói chung thì gắng cố gắng quay em này nhiều nhiều ha. Đem lên đó cắt, đem xuống đây cắt nó cháy keo, không lỗi gì, kỹ càng phần này. Và clip này đến đây kết thúc nha, hẹn gặp nhà clip sau nha.